mọi người, Duy đã về phòng thay đồ để mà chuẩn bị đi công viên nước. Thì mọi người ơi, như cái video trước mà Duy nói á, Duy là một người thích những chiếc quần bơi màu sắc nhã nhặn nè, rồi kiểu nhẹ nhàng nam tính thôi. Cho nên đợt này mình sẽ chọn một chiếc quần màu xanh lá chuối. Ok, và mọi người ơi, sorry mọi người nha, tại vì tôi mới vừa ăn xong, kiểu ăn lặt vặt rất là no cho nên bụng mình hơi bự. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thật nhanh để mà tới công viên nước để mà quay tiếp, cũng giống như là cho mọi người xem rõ ràng, cho mọi người xem rõ là ở đó có những gì nha. Ok, mọi người đi theo Duy nào. Mọi người ơi, ánh nắng rất là đẹp nha, và Duy vừa mới phát hiện ra là mình chỉ còn 30 phút nữa để mà được đi bơi thôi. Tại vì 5 giờ 45 là sẽ đóng cổng công viên nước rồi, mà bây giờ đã là 5 giờ 15. Ok mọi người, đây là hồ bơi nè. Và hồ bơi thì chắc có lẽ là sáng mai mình sẽ quay lại để mà mình bơi sâu, tại vì trưa mai mình mới về Sài Gòn luôn. Mọi người thấy body mình có đẹp không? Và mọi người ơi, Duy đã có mặt ở công viên nước ở ngay resort mình. Thì như mọi người thấy, ở đây là hồ bơi rất là lớn, cầu tuột rất là cao. Còn ở đây là hồ bơi dành thiếu nhi mọi người. Những cái đứa thiếu nhi mà như mình đó, tại vì mình rất còn nhỏ, mình là thiếu nhi mà. Hồi sáng á, như cái công viên nước mà Duy đã nói ở bên bên đâu ta, VinWonder á, là công viên lớn nè, cảm giác mạnh nhiều, là như là chị Kiều Duyên đã review. Thì hôm nay tại vì thời gian quá gấp, không thể nào mà Duy kịp qua đó được, cho nên hôm nay mình chỉ có thể đi công viên nước ở ngay tại resort của mình luôn. Và mọi người có thể xem rất là đẹp và ánh nắng cũng rất là ok. Mọi người, bây giờ mình sẽ đi theo Duy nha, qua đó nha, để mà tuột cầu tuột cảm giác mạnh thử xem như thế nào. Còn đang quay đúng không? Ủa mọi người ơi, rất là đẹp đúng không mọi người ơi? Chết rồi mọi người ơi, Duy đang suy nghĩ, Duy đang rất là lưỡng lự nha, rằng là mình có nên tuột cái cầu tuột mà đứng ở trên kia mọi người, xong rồi là cái bậc 1, 2, 3 nó phụt một cái là xuống luôn á mọi người. Duy không biết là mình có nên thử cái cầu tuột đó hay không, tại vì khi mà Duy coi vlog của chị Kiều Duyên á thì chị Kiều Duyên thử cái đó ghê quá, còn mình thì mình không có biết là mình tại vì như cái vlog trước, tức là như là cái vlog hồi sáng mọi người xem á, là Duy cực kỳ sợ độ cao luôn, cho nên thì mình cảm thấy rất là sợ, không có biết rằng là có thể nào mà tuột cái đó được hay không mọi người ơi. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam. Phê không? Sợ quá mọi người ơi. Ôi lên chỗ rất là sợ nha, rất là cao luôn á. Nhưng mà tự nhiên tuột một cái rất là đã, rất là phê. Sau khi phát hiện ra ở đây hình như chỉ có một cái cầu tuột mình hay chơi được thôi, cho nên bây giờ quyết định vòng lại hồ bơi để mà chơi. Thì có một cái điều khá là thuận lợi là cái resort mình ở gần đó, là có một cái điều rất là thuận lợi mọi người, là resort mình ở là vừa có công viên nước vừa có hồ bơi, có nghĩa là muốn chơi gì cũng được, rất là đã. Mà bạn quay đúng không, rất là đã mọi người ơi. Đây mọi người, mình định bơi, mình định tuột cái hồ này. Mới đầu mình thấy cái mấy cái này nè ok mọi người, mình tuột lại. Nhưng mà nhìn kỹ lại mọi người, dành cho thiếu nhi, rất tiếc, tôi phải là thiếu nhi. Trời ơi, thời tiết đẹp ha. Giờ chúng ta đi qua hồ bơi nha. Chúng ta đi qua hồ bơi, và chúng ta làm gì? Chụp hình. Bơi là không có thời gian để bơi rồi đó mọi người ơi, chụp hình ok hơn. Mọi người nhìn kìa mọi người ơi, có con vịt mọi người ơi. Cái con vịt mà hồi sáng nó còn trên bờ mọi người, nó xuống nước rồi. Và đây là view phòng, lộn, không phải view phòng của mình mọi người, view phòng mình bên kia, view phòng bên đây mình không đặt mọi người, lý do tại vì nó mắc. Mình chỉ có thể bơi nhanh ở đây một chút, rồi sau đó lại lên phòng để mà chị quay quay nhức đầu quá chị ơi. Đó lại mình chỉ thể bơi nhanh ở đây một chút rồi sau đó mình sẽ lên phòng và chuẩn bị đi ăn, cho nên
rất tiếc khi mà không được quay nhiều ở đây, thật là tiếc. Và yên tâm, sáng mai mình sẽ xuống đây, sẽ bơi và sau đó sẽ tắm biển buổi sáng. Và đặc biệt là hy vọng rằng mình sẽ có thể dậy nổi. Ok mọi người, và chúng ta bơi. Khi mà là Duy nhảy á, thì ý là hồi nãy Duy định nhảy mọi người, nhưng mà mình không dám nhảy, nên bây giờ mình sẽ nhảy lại nha. Tại vì cái hồ bơi này sâu lắm mọi người, 1m2 lận. Biết, 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 biết. Bây giờ sau một khoảng thời gian xuống hồ bơi, thay vì đi bơi thì mình nhảy cho mình chụp hình. Thì bây giờ mình sẽ lên tắm rửa thay đồ và sẽ đi ăn mọi người ơi, rất 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 là đói bụng rồi. Và hẹn gặp lại mọi người vào tối nay. Mọi người thấy không, mình đắt như lại đi ca sĩ chạy show mùa này vậy đó. Hi, hello mọi người, lại là Duy đây. Và chào mừng mọi người quay trở lại với Vẽ Duy Cơ Bắp. Thì Duy sẽ dẫn mọi người đến với một khu chợ đêm nổi tiếng ở Phú Quốc, chính là chợ đêm Vinh Cầu. Chợ đêm Vinh Cầu ở Phú Quốc. Thì mọi người ơi, Phú Quốc có rất là nhiều đặc sản nè, cũng giống như là rất là nhiều cái hải sản tươi ngon, đặc biệt là nhum biển mọi người, nhum nướng. Thì hôm nay Duy sẽ giữ mọi người đi theo và để xem là mình ăn được những gì ở chợ đêm. Ok, đi thôi. Mọi người ơi, chợ đêm Phú Quốc đó mọi người, là chẳng những bán hải sản mọi người mà còn bán đồ nữa nha mọi người. Thì lý do là gì? Lý do là nếu mà mình ăn hải sản là mình chấm tương rồi đó mọi người. Ví dụ mà ướt đồ ướt áo á mọi người, qua mua áo mặc. Đó, wow, rất là đông đúc mọi người, mà nó đông theo cái sự là có nhiều người á. Thật sự là thì ở đây rất là nhiều người nha, tại vì ở đây mọi người biết sao không, tại vì nó đông. Chị em muốn mua bikini không? No. Sao vậy? Chị bên mua bikini không? Mua bikini có gì đi Đà Lạt mình mặc. Thật sự là Duy đã đến Phú Quốc được 2-3 lần rồi, lần nào cũng đi chợ đêm hết. Nhưng mà mình thích nhất là món nhum nướng, bởi vì nhum nướng rất là ngon và bé béo mọi người. Sorry mọi người, do hồi nãy mình mới ăn tối xong cho nên mặt của mình nó hơi đỏ, tại vì do mình uống rượu gì đó ta, rượu sim đó mọi người, mình không muốn biết nữa, mà uống nó rất là gắt. Cái vị rượu nó giống như cái vị rượu vậy đó mọi người. Hôm nay là thứ bảy đúng không? Tại vì là cuối tuần cho nên là rất là đông. Với lại kiểu hồi nãy mình đứng gần đó mọi người, nhưng mà mình bắt taxi nãy giờ cũng phải một tiếng đồng hồ mới có taxi. Đông quá. Mọi người ơi, chị ơi bao nhiêu một con nhum vậy chị? 30.000 đồng giá. Mọi người, 30.000 đồng giá cũng không rẻ lắm đâu, nhưng mà thôi ha. Ok. Ăn gì ghé lựa đi em, ở đây tất cả các món của anh thương hiệu là đồng giá 30k hết, ngoại trừ con mực này ra. 30k hay 30.000 một con anh? 30.000 hay 30k đều là giống nhau hết. Không, thật sự đi, 30.000 em mới ăn, chứ 30k mắc không hết tiền. Rồi vậy thôi 30.000 đi. Để cho em lựa nha. Ok, em cứ lựa đi, lựa thoải mái, ở đây tất cả đồng giá hết. Có không nhum nhà mình nó bé bé, nó ngon ngon. Có nhum, một là nướng trứng, hai là nướng mỡ hành, có hai loại đặc sản của Quốc. Mình rất là thích ăn mỡ hành mọi người. Cho em hai con trứng nha. Hai nhum nướng trứng. Một con sò mai. Một sò mai nướng mỡ hành. Sò vô nướng mỡ hành. Một sò vô nướng mỡ hành. Hào mỡ hành, hào phô mai, hào nướng trứng và bạch tuộc sốt chua cay. Một hào mỡ hành. Bạch tuộc sốt chua cay. Mọi người ơi, có hai khách nước ngoài vô, hai khách nước ngoài vô. Là em á hả? Không có, sao luôn? Em tưởng là em. Em đến từ nước quận 7. Không, quận 7. Em đến từ cái nước quận 7 nằm kế bên cái ban quận 4. Đây một con nữa. Một bạch hồ sốt vô cay. Cái này là gì? Cái này là hào nướng trứng còi mương mai nướng sa tế nhà giò hải sản. Cũng 30k luôn. Một xiên còi. Hello sir. Yeah, we sit over there. Yeah, we inside. This is you want buy the cold free beer, water, Coca-Cola. We can sit trên đùi mi. Ok, cho em cái này đi. Một chén trứng. Dạ rồi. Thì mọi người, Duy là một con người kiểu mình không muốn thức ăn nhiều mọi người. Mình kêu 8 phần. Ok. Chỗ rất là ngon nha, tại vì hải sản của Phú rất là ngon, rất là tươi. Hải sản ở đây đó là lấy từ biển đó mọi người, chứ không phải là lấy từ mấy cái mà ở trên biển đâu mọi người. Rồi, anh Duy. Anh vô bàn anh đi mấy người. Không, anh phải cho nó một cái chén dùng
không có cái có cái hộp có cái dĩa nhưng mà hai có đồ đang ý là mang đi đúng không? Đúng rồi, mang đi. Mọi người ơi, sau khi nãy giờ thảo luận thì tụi mình quyết định là vừa đi vừa ăn mọi người, tại vì quán rất là đông không có chỗ ngồi. Kiểu như là mình là người thanh lịch đó mọi người, mình vừa đi vừa ăn mất công có nhiều nhão thì nó cũng đỡ tiện. Kiểu như cái đất. Thì kiểu ví dụ mình đi, ví dụ mà ngồi trên bàn mình ăn đó mọi người, ví dụ mà đồ ăn mà rớt xuống bàn dơ lắm, ví dụ mà mình rớt xuống đất đó mọi người, lượm mình ăn cho kịp. Mọi người ơi, hào nướng mỡ hành rồi rất là ngon luôn nha, 1/30 ngàn thì nói chung 1/30 ngàn nó dư 1/30 ngàn vậy đó mọi người. Rất là ngon mọi người. Đây là bao nhiêu đây phần của mình nè mọi người? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8
đây mọi người ơi, răng mực trời ơi ngon dữ lắm. Ủa rất ngon nha. Còn coi ăn, ăn miếng, ăn thử miếng không? Ngon nha. Ngon. Đúng rồi. Tiếp đây quá thì mình đã thử con này hồi nãy nó nói là con gì vậy ta? Hồi nãy nó con gì vậy ta? Con sò gì? Con sò gì vậy ta? Sò gì? Sò dương hả? Dẹp. Dẹp hả? Nguyên con vậy. Đúng rồi. Cái này là con sò mai nè. Hay là sò mai nè. Thì mình rất là thích ăn sò mai. Tại vì thật sự nha, nếu mà tính ra không mắc, tại vì sò mai ở Sài Gòn á, một con cũng phải tầm 30 ngàn rồi. Nhưng mà ở đây thì cũng chỉ bán có 30 ngàn thôi mọi người. Nó cũng rẻ hơn Sài Gòn nhiều á. Mọi người rất là ngon luôn á. Tôi thật sự rất là nóng, mọi người hãy nhìn mặt của Duy nè, đổ mồ hôi mà chẹp nhẹp luôn. Tại vì ở đây quá đông người, với lại ăn ở đây nó cũng hơi cay, hơi nóng một chút. Thì ở sẽ lên đây quay sau đây. Thì tiếp theo sẽ là ăn con sò hào. Ý, hình như là hào mọi người ơi, hào nướng trứng. Ủa mọi người nhìn nè. Béo nha, ngon. Cái hào nướng trứng này mọi người nó đem một cái vị béo, một cái vị béo hiền á, một cái vị béo mà nó béo hiền hiền, nó béo ngọt ngọt, nó béo bùi bùi mọi người, chứ nó cũng không có béo béo phì quá. Ngon thiệt. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình ăn. Ê, mọi người ơi, mình mới suy nghĩ là một điều, tại sao mình không hiểu gì sao. Hai giờ nãy mình đến từng quầy mình mua mọi thứ từng món, không chịu mọi người, mình mua một quầy mình mua một đống, bây giờ ôm ăn không hết. Mình bị đói con mắt á, tại vì hồi nãy mình ăn, mình mặc dù mình ăn tối rồi nhưng mà nó vẫn chưa được có đã được cái nương của mình mọi người, cho nên mình phải mua nhiều nhiều để ăn tiếp. Và đây hai con năng mực cuối cùng. Rất ngon, được, mặn mặn bé béo ngọt ngọt. Vị gì kỳ ta, vị như bị thập cẩm vậy mọi người, mặn mặn bé bé mà ngọt ngọt. Thật sự á, nói thật mọi người á, tôi rất là thích ăn hải sản nha mọi người, kiểu là hải sản mà đặc biệt là hải sản tươi sống rồi tôi rất là thích ăn. Nói chung á, tuy một phần 30 ngàn thì cũng không phải là quá rẻ nha mọi người, thật sự ở Sài Gòn mình á, đồ ăn cũng rẻ hơn nhiều. Đúng hả? Một phần 30 ngàn á, thật sự là cũng hơi mắc nha. Nhưng mà thôi kệ, tại vì mình đi du lịch, mình cũng như là đến chợ đêm thì cũng phải thưởng thức những cái đặc sản ở, có ai cũng nhìn dữ vậy ta. Ở chợ đêm cho nên thì kiểu bỏ ra giá 30 ngàn một phần á là tôi được hơi mắc thiệt, nhưng mà cũng không có phải là phí. Mọi người ơi, đây best seller chùm cuối xuất hiện mọi người, nhum nướng. Trời ơi tôi nói thiệt cho mọi người, tôi mê con nhum lắm. Ở Sài Gòn không có cửa ăn mọi người ơi, phải ra đây mới chịu ăn. Trời ơi rất là ngon luôn nha. Dạ. Bé Duy cơ bắp. Dạ. Em là bé Duy có 10k subscriber. Dạ. Yeah. Thank you anh. Mọi người ơi, có một chị nhân viên nhận ra mình. Ủa, chị có clip ra rồi ạ?
Hẹn 7 giờ cho 8 giờ chắc lộn đó. Hẹn 7 giờ chắc lộn, 8 giờ chắc lộn đó. Mọi người ơi, mọi người có nhớ cái clip mà chú chửi thằng bạn đi trễ thì là mày hẹn 7 giờ 8 giờ đi tắm á mọi người. Thì là những anh chị ở đây cũng có xem cái clip đó. Chúc ba chị. Nhớ tụi ra chúng tôi nhà. Thôi đăng ký. Thôi đăng ký liền. Ok, cảm ơn anh nhiều. Đồ review của chè đậu phộng. Cảm ơn chè, cảm ơn anh nhiều. Đây. Mọi người hãy nhớ đến ngoài này, mọi người rất là dễ thương luôn á. Bye bye anh. Em. Bye chị. Rồi, tôi không nghĩ là nhiều người nhận ra tôi vậy đâu, mà mọi người nhận ra những cái chuyện mà là tôi không có dám công khai. Lúc đó tôi là sợ cái vụ mà là xem clip mọi người, đặc biệt là khi mà mẹ tôi xem, tại vì ở trong cái chữ thề. Nhưng mà thật sự mọi người biết mình qua clip đó rất là nhiều rồi phải. Thôi ăn con Dung nha, nãy giờ mọi người nói chuyện nãy giờ nhiều, chưa ăn con Dung nào. Rồi. Ngon quá. Ở đằng kia có bán chanh dây thì thật sự Duy là rất là thích ăn chanh dây cho nên chanh leo là chanh dây á hả? Cho em một ly này có như chị? Cho em một ly này cho em ngọt ngọt tí. Anh đâu anh đem đi, nếu không được thì để được. Dạ. Anh không nấu nữa, không nấu cho em ơi. Em sẽ em đổ rồi đó. Để vui thử cái này nha. Ngon. Mọi người ơi, sau khi rút kinh nghiệm đợt 1 là thay vì là mua một quán quá nhiều thì bây giờ là mình sẽ đi một chút từng quán mình muốn ít để ăn được nhiều mọi người. Mọi người ơi, mình cảm thấy có một cái sự hối tiếc rằng là hồi nãy lúc đầu quán mọi người mình mua 1/30 mọi người. Từ lúc vô trong quán này cũng bán 25 người. Làm sao ta tiến quá vậy? Hồi nãy tại vì mình đói có mắt vừa vô là mình đã mua liền rồi là 1/30. Bây giờ mỗi phần quán nào mỗi phần bán có 25 người. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn kem kẹp. Lúc mà đi Singapore thì mình có ăn là giống như là kem kẹp với bánh mì. Coi như một 30 anh. 30. Cho em một chọn bánh. Bánh là chọn bánh nào? Xanh với cà phê sốt thì thôi cho em bánh sốt thử đi. Vị chocolate. Trời ơi, tôi nói thiệt với mọi người nha, mặc dù là tôi đang ghi về nói mọi người, nhưng mà thật ra mình rất là thích ăn kem, rất là thích ăn đồ ngọt. Và bây giờ thì bé Duy có 10k subscriber sẽ thử test cái món này. Vị sô-cô-la nha mọi người, đặc biệt nhớ nha mọi người, lưu ý nha, vị sô-cô-la nha. Vị sô-cô-la này á là như là Phú Quốc mới có, mọi người Sài Gòn không có đâu. Khỏe chứ? Ngon. Có sốt không? Ở bên Tinh á là mình ăn kem kẹp là mình sẽ kẹp với bánh mì. Cái bánh mì mà u lên, bánh mì vu lên giống như là bánh mì ngọt á. Nhưng mà bên đây thì lần đầu tiên ăn với lại xốp thì mình nghĩ rằng là cái bánh xốp này nè là nó ăn giống giống với cái bánh xốp mà mọi người mua ngoài siêu thị á. Mọi người ơi, mình đã ăn đến cái món lasagne rồi mọi người, cái món tráng miệng rồi. Thật sự là trước khi mà quay ở đây á là mình đã ăn tối rồi, cho nên mình chỉ đây là một cái vlog có thể có là ngẫu hứng thôi. Mình chỉ dạo ra để mà quay coi ăn được cái món gì thì quay lại món đó. Thì Duy đã cố ăn được hải sản nè, uống nước với lại cái này. Thật sự ra nó cũng không có bao nhiêu món hết trơn mọi người, nhưng mà dưới là anh em mình vui. Mọi người ơi, Duy vừa ăn xong và sau đó thì mình định ra ngoài hồ bơi để mà quay buổi tối cho mọi người xem. Nhưng mà rất tiếc mọi người ơi, hồ bơi buổi tối không thấy gì hết trơn, tối hù à. Và bây giờ thì tuy là chỉ mới có 10 giờ mấy thôi, nhưng mà thật sự mắt của mình mở hết lên rồi. Bởi vì từ sáng đến giờ hoạt động quá nhiều. Có nghĩa là sáng mình phải dậy rất sớm, tối hôm qua mình cũng ngủ trễ đó. Rồi sáng mình phải dậy rất sớm để mà đi chơi, rồi trưa cũng đi chơi, rồi chiều đi tắm hồ bơi, rồi tối lại đi ăn. Nói chung là tuy là chỉ ở resort chứ tận hưởng thôi, nhưng mà lịch trình cũng khá là dày ha. Mình cảm thấy mình còn bận bịu hơn là ca sĩ mùa này nữa. Đó, và bây giờ thì mình sẽ vào tẩy trang, tắm rửa và nghỉ ngơi. Sau đó thì sáng mai mình sẽ lại dậy sớm, nhưng sẽ
gọi là sao ta, xuống biển ngắm bình minh. Bởi vì cái tuần trước mình đi Vũng Tàu với Phúc á, mình bị lỡ một dịp ngắm bình minh buổi sáng rồi, cho nên bằng mọi giá sáng mai cỡ nào cũng phải về sớm để ngắm bình minh và chụp hình, tại vì bữa qua anh rất bận cho nên chưa được chụp hình. Ok, và hẹn gặp lại mọi người vào 6 giờ sáng ngày mai. Hẹn gặp lại mọi người khi bình minh trên bãi biển. Hơi sớm nha. Ok, bye bye mọi người. Hello mọi người, Duy đã ngủ dậy rồi đây. Và bây giờ đang là 6 giờ mưa sáng. Bây giờ mình sẽ xuống ngắm bình minh này. Là nỗi nhớ anh chưa cần một ai đáp lời. Người đắng xưa hơn, nơi em đứng mưa tầm ta. Chỉ ô trở nên nhỏ bé, không che được em như anh. Ta-da! Tới biển rồi. Bây giờ mình sẽ đi tắm biển nha. Bây giờ mình sẽ tranh thủ tắm biển và sau đó sẽ lên soạn đồ, ăn sáng và trở về Sài Gòn. Đây mọi người ơi, biển buổi sáng cũng... Mọi người ơi, Duy khuyên mọi người nha, là khi mà chúng ta nên tắm biển á, là chúng ta nên tắm biển vào lúc tầm 6 giờ sáng. Cỡ giờ này nè mọi người, tại vì mọi người biết sao không, tắm biển buổi sáng á mọi người, cái nước biển nó mới mặn, như tắm biển buổi tối á, cái biển nó không có tắm được đâu, tại vì nó tối hù à, nó đen thui. Ở đây mọi người ơi, có cái đồ đẹp lắm nè. Mọi người thấy cái tô bên kia không? Ủa? Cái tô bên kia kìa. Ủa cái tô mất tiêu rồi ta? Có cái tô bên này nè mọi người. Đẹp lắm nha. Liệt cái tích tô đó là mình đã chụp được mấy tấm hình rồi. Mình có up lên Instagram cũng rất là xinh, rất là đẹp. Mấy cái tích tô mà mình ngồi lên cái mình đu qua đu lại á mọi người, chứ mà là mấy cái tích tô bình thường đâu. Thật sự quá. Wow. Ôi đẹp quá nè. Mọi người, buổi biển Việt Nam của mình nha, hầu như là đa số là buổi sáng á là mặt trời sẽ hướng từ ở trong hướng ra biển. Còn thí dụ mà từ buổi chiều á là mặt trời sẽ từ biển hướng vào. Ủa mấy này ai không biết ta, giới thiệu chi gì trời. Mấy cái này đâu phải là mấy cái này đâu phải là mấy cái mà khó hiểu đâu ta, mà tao mà phải giới thiệu cho người ta hiểu cho ta. Bây giờ bởi vì mình làm YouTube nè, cũng giống như là mình review về khách sạn, cũng giống như là mình đã review về những khu vui chơi rồi, thì bây giờ mình sẽ review về nước biển của, cho mọi người xem cho lỗi nha. Tại vì mình đứng trên đây á, gần gần em nè. Tại vì mình đứng trên đây á là mình không thể nào mình cảm nhận được cái nước biển mọi người. Cho nên là mình phải xuống dưới để mà cảm nhận được nước biển thế nào. Hơi dơ nha. Mọi người ơi, mình nhắc lại nha, mình là một con người rất là thích những cái màu sắc trung tính, nhỏ, nhã nhặn, nhẹ nhàng. Cho nên hôm nay mình chọn màu gì nè mọi người, màu xanh neon. Đẹp thiệt. Thật sự dưới đó còn thích tắm biển. Ở Sài Gòn mình không có chỗ tắm đâu mọi người. Ở Sài Gòn mình á, mà thí dụ mọi người muốn tắm biển á, thì mọi người phải vô đầm sen mọi người tắm nha, tại chỗ có biển nhân tạo. Đây. Ôi mọi người ơi, rất là bất ngờ nha mọi người, khi mà buổi sáng á nha, tại vì buổi chiều như để tắm biển rồi thì mình không nói làm gì, nhưng mà khi mà buổi sáng mình bước xuống biển mọi người, kiểu như là ở trên này nó đang nắng á mọi người, đang nóng á, mình bước xuống biển mọi người, cái chân của mình nó bị ướt á. Chị đi bên này nè. Trời ơi, rất là đẹp, rất là đẹp. Ok, và chắc có lẽ là Duy sẽ kết thúc video ở đây để mà xuống tắm biển. Thì cảm ơn mọi người những ngày qua đã theo dõi mình, cũng giống như là đã xem mình đi đâu làm gì, và đặc biệt là nếu mọi người thấy những video của mình chia sẻ hữu ích thì mọi người hãy nhớ nhấn like, share và subscribe để cho bé Duy Cơ Bắp đến gần hơn với mọi người, để mà Duy có thể mang được cái nguồn năng lượng của mình đến với mọi người gần hơn. Và mọi người hãy nhớ kết nối với lại Facebook và Instagram của mình nha, để cập nhật những bài post mới nhất, đặc biệt là những tấm hình mà mình khỏa thân ổ lụt, những tấm hình mà mình kiểu như là mình nuôi ổ lụt, những tấm hình mà kiểu như là mình chụp hình với biển nè mọi người. Ok, cảm ơn mọi người, bye bye mọi người rất nhiều. À mọi người ơi, có một điều trục trặc rằng là hôm bữa là Duy đi đi nhảy dù, thì là lúc đó là mình định quay một cái vlog nhỏ trong vòng tầm 5 phút, nhưng mà rất là xui mọi người, là có cái đoạn clip mà mình nhảy trên trời, mình nhảy xuống á, nó đã bị xóa mất rồi, nó đã bị lỡ tay xóa mất rồi. Cho nên thì chắc có lẽ là trong video này luôn mình sẽ để cái đoạn đầu là cái đoạn mà mình mặc áo, cũng giống như là mình sẽ chỉ mọi người cách nhảy dù. Ok, và cảm ơn mọi người rất nhiều, mình sẽ để luôn cái clip nhảy dù ở sau đoạn này nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người.
lại là Duy đây. Và ngày hôm nay sẽ là đầu tiên Duy thử thách rằng là mình sẽ nhảy dù. Thì mọi người, mình là một đứa vừa sợ độ cao mà vừa sợ nước, sợ biển nữa. Mặc dù là mình biết bơi thiệt đó nhưng mà cảm thấy rất là sợ. Và trước khi mà quay á mọi người, trước khi mà đi á là mình phải ký cái tên nha mọi người, là không bị cao huyết áp. Với lại chiều cao mình phải đủ chiều cao là 1m6 trở lên. Ủa đúng không anh? Tối luôn mọi người. Anh nói lắm thế. Nhưng mà đây là anh. Không nói cho đỡ sợ á anh. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị quay nha. Thì mình sẽ chỉ mọi người cách nhảy dù. Đầu tiên muốn nhảy dù thì chúng ta cần có là có cái dù. Mà thí dụ mà mọi người, thí dụ mà mọi người nhớ là nhảy cái dù bay lên trời cho mọi người là cái dù này nè. Còn mọi người mà nhảy cái dù kia thì mọi người tự chuyển gì với trách nhiệm. Vô đi. Đó, đó. Em đưa sau để vậy đừng đổi tay nha anh trai. Rồi. Là em bấu ra hoài luôn đúng không? Khi nào mà dù bay lên trên rồi mình buông ra thoải mái. Nếu mình sợ thì mình cứ giữ. Khoan anh, ở đây có toilet không? Bị đái trước. Đái xuống miệng đái sau. Mọi người ơi, mọi người. Sợ quá à. Đang quay không vậy? Tập trung nha. Nó chạy nha. Em chạy đúng không? Rồi. Em đổi chứ. Đó quá.